Bữa nay mình đi chợ mua thịt bò về nướng ăn là mọi người, mà có miếng bò ngon không? Wow. Đó, giờ mình chuẩn bị mình đi về mọi người ơi. Mọi người thấy bãi xe lắm không? Còn xa hơi không à? Không. Rồi. Lấy đồ ra đi. Cái gì bà? Cái muối con. Mẹ vô đi. Mua bánh cho con rồi. Bánh nè, muối, đây là bánh nè, bánh nè. Đâu rồi? Nè. Mang này vô trước đi, mang này vô trước đi. Mang vô trước đi rồi lấy bánh kia hả? Ừ. Có donut vậy. Nè, có donut thôi. Ngon không? Donut chứ cái này cái gì vậy? Cái này ai biết được. Bánh này biết. Bánh này được không? Ừ, bánh này con mang đi học, còn bánh này ở nhà con ăn. Ừ. Rồi mang vô đi. Lên. Thấy đang cầm không? Mẹ vô đi, lè lên. Mình thích ăn luôn nữa. Âm nhầm 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 nhầm. Mình là hôm nay xách hết đồ đó rồi nha. Ô mọi người ơi, có sữa nè mọi người. Ô sữa vani luôn. Nào xách đồ rồi. Nhìn lên. Ô các bạn sô-cô-la luôn. Ô nặng quá. Em đi ra có bánh mì bà cô nhà thờ bà cho kìa, đó. Bánh mì nãy. Ờ, bà nhà thờ bà cho đó. Đó, mỗi lần đi nhà thờ là được phát bánh mì mọi người. Đó, không. Ngay vô đi. Có bánh mì nè mà. Bây giờ mình nước bò nha mọi người. Những bò này khoảng cỡ gần 1,2 kg rồi. Wow, nhìn ngon không? Tươi chưa? Đỏ au luôn không? Wow, là nhìn ngon rồi. Đó, không? Đó, nhìn chất lượng không? Mình lớp muối tiêu trước đi hả? Muối này, tiêu. Cái này lớp muối với tiêu hột rất ngon. Ngâm mình thấy không? Đó. Tiêu hột. Lấy chục xíu cái na thang này. Đó. Thơm. Mấy đây ngò. Ngò mình có ngò. Ngò khô này. Đó. Rồi cho một chút xíu dầu nữa. Ít dầu nha. Đó. Xong ướp mặt bên này nữa. Thấy ngon không? À. Ướp này để khoảng nửa tiếng là nướng ngon. Nướng mình nướng cái mặt cho nó cháy cháy xong mình mới đúc lò mình. Tại vì cái này nó dày lắm, nó cứ khoảng cứ 5-6 phần. Chứ nướng chiên chảo nó không có chín hết rồi đâu. Mình chiên cho nó vàng cái mặt này xong mình mới đúc lò. Thấy ngon, bò chất lượng. Wow, nguyên bò chất lượng không? Có cái miếng kia 17-20 đồng nó bự nữa. Nhìn thấy không? Wow. Mọi người thấy không? Wow. Chất lượng không? Cái này 17-20 đồng là nhiều tiền. Nó 14 đồng, cái này khoảng 14 đồng là nhiều tiền. 300 ngàn. Đúng không? 14 đồng khoảng gần 400. 400 á? Ừ. Cơ hai mấy? Ok, bây giờ mình ướp khoảng để khoảng nửa tiếng xong chút xíu mình chiên xong lấy mặt xong rồi đúc lò ăn rồi. Để luôn cái muỗng trong luôn. Chảo nó bị cong vân này.
nước dầu chảy bên cạnh. Là mình lấy mình chiên mình lấy mặt trước em, mọi người thấy miếng bò không? Thằng con này, wow chất lượng, ok, wow, này gần ký hơn 2 ký nha, hoàn hình chất lượng, wow, wow. Cái này mình chiên mình lấy mặt cho nó vàng thôi, xong rồi mình đúc vô lò ấy mọi người. Cái này miếng này nó dày quá cho nên mình phải đúc lò cho nó chín, chứ còn mình chiên chả nó không chín đâu. Rồi là ok. Xào rau có củ lên mọi người, ăn bò với rau củ, xào với bơ. Đó. Mình cho miếng dầu trước, tại vì không cho dầu á nó cháy bơ, chảo nóng quá cháy bơ, nên phải mình cho miếng dầu trước. Cái này xào cái này này. Cà chua nó chín nướng để chiên đây. Cà chua cũng cho chiên đây. Với lại rau này nữa. Rau này xà lách này mình ăn sống không được cho cho xào. Chua mình đúc lò luôn mọi người, cà chua nướng, và là ok. Rau xào. Chất lượng chưa? Wow. Đấy.
rau nè, nè. Ăn cái này đi, tập ăn đi. Ừ. Đừng bỏ củ dền nhé. Ăn cứ tập ăn này củ dền cũng được. Sao đâu? Ba cắt cho mì đen miếng miếng này nha, cà chua nha, miếng cà chua này, còn miếng bò, bò bò chín ngon chưa? À, chín rồi, cái này mình nướng chín quá không? Thường là nướng medium rare ngon, ăn đi con, ăn đi, đó, thấy không? Wow. Con mời ba, con mời mẹ, con ăn. Wow, chất lượng bò mềm mặt, ngon ngon lắm rồi. Wow. Rồi lấy miếng cà chua. Rồi lấy miếng rau. Chất lượng không? Một dĩa chất lượng không? Đó. Này, ăn thử miếng đi nha. Wow, xong ngon nha. Ngon. Ngon không? Bây giờ ăn ngon không? Ngon. Bò mềm lắm. Mẹ con. Mẹ con.